Vừa qua tại thành phố Việt Trì, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức diễn tập an toàn về điện. Tình huống giả định được đặt ra là khi tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc có mưa, sét lớn, sự cố nhiều khu vực gây đứt lèo tại cột néo đường dây 110 kV tại Trung Hà. Cùng với thời điểm này, sét cũng đánh gây hỏng máy biến áp công suất 63.000 kVA, hỏng đầu cáp cột đường dây 22 kV tại khu công nghiệp Thụy Vân và làm hư hỏng hệ thống thiết bị tại trạm đo đếm ranh giới giữa hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc, gây ra cháy lớn, hỏng một máy biến áp do Điện lực thành phố Vĩnh Yên quản lý và vận hành. Sau khi nhận được báo cáo sự cố, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành phối hợp với chi nhánh lưới điện Cao Thế, công ty Điện lực Phú Thọ và công ty Điện lực Vĩnh Phúc nhanh chóng phát hiện, xác định khu vực sự cố để khắc phục, đảm bảo nhanh nhất việc cấp điện trở lại. Theo đại diện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, các nội dung diễn tập đã diễn ra theo đúng phương án đề ra, lực lượng tham gia diễn tập đã thực hiện giải quyết sự cố giả định trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo chất lượng công việc và an toàn tuyệt đối. Cuộc diễn tập nhằm rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong việc thực hiện biện pháp an toàn khi xử lý các sự cố điện.